Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách tự cài đặt một chiếc cục phát wifi. Và cụ thể ở đây là cái cục phát wifi của mình là cục phát Tenda 2 dâu. Thì 1 dâu hay 2 dâu hay 3 dâu thì cái cách cài đặt chung của một hãng thì nó sẽ giống nhau. Thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách tự cài đặt cái cục phát wifi này khi mà chúng ta mua mới về, nó chưa được cài đặt. Hoặc là sau khi cài đặt một thời gian, các bạn có thể là muốn thay đổi cái tên wifi hoặc là thay đổi mật khẩu, thì các bạn chưa biết làm thế nào, thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ cách sử dụng cũng như cái cách chúng ta cắm cái dây mạng vào cục wifi này như thế nào cho đúng. Thì hôm nay mình xin chia sẻ tới các bạn cách sử dụng với cũng như cách cài đặt cái cục phát wifi Tenda này. Thì đây là cái chiếc cục phát wifi Tenda còn mới nguyên hộp. Thì sau đây mình sẽ bóc cái cục phát wifi này ra để chia sẻ tới các bạn. Thì đây là cái phía trong cái hộp cục phát wifi này, thì nó bao gồm một cái cục phát và một cái cục nguồn và một cái dây để chúng ta line sang TV hoặc máy tính khi mà chúng ta đặt gần cái cục wifi này. Sau đây thì mình sẽ lấy cái cục nguồn này để cắm vào cái cục phát này. Thì ở trên cái cục phát wifi Tenda này thì ở trên này nó là những cái đèn báo tín hiệu. Đây là ở phía sau đít của cục phát này, thì đây là cái cục mà chúng ta cắm cái dây nguồn vào đây. Đấy, còn đây là những cái cổng mà chúng ta lai dây mạng. Và ở phía bên tay phải này thì nó có một cái nút là reset. Thì lát nữa thì chúng mình sẽ chia sẻ cái tác dụng của cái nút reset này. Thì sau đây mình sẽ cắm cái dây nguồn này. Đây, chúng ta cắm cái dây nguồn vào cái cục phát này. Khi mà mình cắm điện vào thì nó sẽ báo cái cục Tenda này đã nhận điện ở đây. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta cài đặt cái tên wifi riêng cho nhà mình cũng như cái cách cài đặt mật khẩu. Thì trước khi chia sẻ cách cài đặt cái tên wifi và mật khẩu thì mình nói qua những cái thông số mà nhà sản xuất nó dán ở dưới cái cục phát wifi Tenda này. Thì thông thường khi mà chúng ta mua về, nếu mà chúng ta không muốn cài đặt thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cái tên wifi và cái mật khẩu mặc định của cái cục phát này. Thì ở đây các bạn để ý nó có một cái dòng chữ và số. Thì thông thường nếu mà chúng ta về chúng ta cắm dây mạng vào cái cục phát này để dùng luôn, thì chúng ta dùng cái tên mạng mặc định của cái cục phát này, thì thông thường nó sẽ ký hiệu là Tenda và 6 cái số và chữ ở cái cuối cái dòng này. Ví dụ là tên wifi mặc định của nó là Tenda 163 FE8. À, nếu mà chúng ta dùng mặc định cái tên wifi của cục phát này thì chúng ta sẽ nó sẽ ký hiệu là Tenda 163 FE8. Và cái mật khẩu wifi cho cái cục phát này nó mặc định là 7687 7476. Đấy, trường hợp mà chúng ta không muốn cài đặt lại, chúng ta dùng trực tiếp luôn, thì chúng ta dùng cái tên và cái mật khẩu mặc định của nhà sản xuất. Đấy.
Còn nếu mà các bạn muốn cài lại cái tên theo ý muốn và cái mật khẩu theo ý muốn cho cái cú pháp này thì sẽ làm theo cái hướng dẫn của mình như sau. Rồi khi mà cắm điện thì chúng ta sẽ lấy một cái chiếc điện thoại smartphone của chúng ta. Thì chúng ta sẽ vào cái mục cài đặt wifi. Sau đó là chúng ta sẽ tìm cái mạng mặc định, cái tên mạng mặc định của cái cú pháp này. Thì ở đây cái tên mặc định của cái cú pháp Tenda này nó là, như mình vừa nói là Tenda 163 FE8. Thì chúng ta sẽ kết nối với cái mạng Tenda này. Đó, chúng ta cứ chọn cái mạng Tenda. Khi mà đây là mình mới cài đặt thì nó sẽ chưa có mạng, chúng ta cứ chọn cái mạng Tenda này đó. Thì nó sẽ báo là internet không có sẵn. Thì chúng ta cứ chọn cái mạng đấy để chúng ta cài đặt. Thì sau đó thì chúng ta sẽ vào cái trình duyệt của điện thoại. Ở đây thì mình có thể vào cái trình duyệt là Chrome của điện thoại. Đấy. Sau đó ở trên cái thanh mà chúng ta điền cái trang web này thì chúng ta sẽ nhập cái số IP mặc định của cái cú pháp Tenda này. Thì thông thường cùng mới nó sẽ mặc định là 192.168.0.1. Đấy. Đây là cái địa chỉ IP mặc định của cú pháp wifi này. Chúng ta sẽ nhập cái ở trên cái thanh địa chỉ web này là 192.168.0.1. Thì nếu mà các bạn không chắc chắn cái địa chỉ mặc định thì chúng ta có thể nhìn ở dưới cái bảng thông số của cái cú pháp này. Đấy, đây nó ghi là IP, địa chỉ IP mặc định là 192.168 này, 0.1 này. Đấy. Đây nó ghi chữ nhỏ nhỏ ở đây. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta nhập cái địa chỉ IP mặc định của cái cú pháp wifi này, chúng ta sẽ ấn enter, có nghĩa là ấn cho nó chạy. Thì khi đó nó trên điện thoại của chúng ta nó sẽ vào cái giao diện cài đặt của cái cú pháp wifi Tenda này. Thì chúng ta có thể cài đặt tên wifi và cái mật khẩu theo ý muốn của chúng ta ở trên cái điện thoại này. Và khi mà chúng ta vào cái giao diện của cái cú pháp Tenda này thì ở cái dòng trên cùng nó ghi tích dấu xanh ở cái chỗ PPPoE này. Thì khi đó là chúng ta sẽ chọn cái Dynamic IP này, có nghĩa là IP động này. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái tích, chuyển cái dấu xanh sang cái mục là IP động này. Thì khi đó nó sẽ hiện ra dòng ở đây là Wi-Fi name và Wi-Fi password, có nghĩa là tên Wi-Fi và tên cái mật khẩu mới cho cái cục Tenda này. Thì khi đó chúng ta sẽ nhập, chúng ta có thể nhập cái tên wifi nhà mình chúng ta ở đây, nhập theo tên tùy thích của chúng ta, ví dụ là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Đấy, tên wifi chúng ta đặt theo cái tên nhà mình. Sau đó là đến cái dòng là wifi password, có nghĩa là đặt cái mật khẩu wifi cho cái cục Tenda này. Thì chúng ta có thể là tùy, chúng ta đặt cái mật khẩu mà chúng ta có thể nhớ. Ví dụ đây là 123456.8 chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà chúng ta nhập xong thì chúng ta sẽ chọn cái dòng OK này. Để nó lưu vào cho chúng ta. Khi mà chúng ta ấn OK thì trên điện thoại này nó sẽ lưu cái tên wifi và mật khẩu cho cái cục wifi này. Đấy, khi mà chúng ta khi đó nó sẽ thoát cái mạng Tenda vừa rồi, thì khi đó chúng ta sẽ vào cái mục wifi.
Đó, chúng ta sẽ thấy cái mạng mà cái tên mạng mình vừa cài đặt lại, đó là Nguyễn Văn A. Đấy. Và khi đó chúng ta sẽ chọn lại cái mạng Nguyễn Văn A này để sử dụng. Đấy. Đấy, cái mạng Nguyễn Văn A này nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu. Thì chúng ta nhập cái mật khẩu mà chúng ta vừa cài đặt. Ví dụ lúc nãy mình nhập là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó sẽ ấn kết nối. Đấy, như thế là chúng ta sử dụng cái mạng quay cục wifi tên A này bình thường. Ở đây thì mình đang ví dụ các bạn truy cập mạng, thế nhưng mà do là mình chưa cắm cái dây mạng vào cái cục wifi này nên là tạm thời nó chưa có internet. Đấy, thì trên điện thoại của mình nó sẽ báo là internet là không có sẵn. Đấy, như vậy là mình vừa chia sẻ cách các bạn mà cài đặt một cái cục phát wifi tên đa khi mà chúng ta mới mua về, nhưng mà chúng ta muốn cài đặt lại cái tên wifi và mật khẩu theo ý muốn trong gia đình chúng ta, thì chúng ta sẽ làm như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ tới các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng sau một thời gian sử dụng, có thể là chúng ta muốn thay đổi cái tên hoặc là chỉ muốn thay đổi cái mật khẩu cho cái cục phát wifi tên đa này thì sẽ làm như thế nào. Thì đối với cục phát wifi tên đa này thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là ở đây là nó có một cái nút là reset lại cái cục phát wifi tên đa này, thì chúng ta sẽ ấn và giữ cái nút reset này khoảng 10 đến 15 giây. Đấy. Thì khi nào chúng ta ấn và giữ, khi nào mà tất cả các đèn này sáng, chúng ta nhìn tất cả các đèn ở trên cái cục phát wifi này nó sáng, thì chúng ta sẽ bỏ tay ra. Đây mình sẽ ví dụ. Đấy, mình sẽ ví dụ chúng ta ấn và giữ cái nút reset này. Đấy, khi đây là ấn và giữ này. Đấy, các bạn ấn và giữ cái phím reset. Đấy, khi nào chúng ta nhìn thấy cái đèn, tất cả các đèn ở trên cục phát wifi này nó sáng thì chúng ta sẽ nhả tay ra. Và khi đó cái cục phát wifi này nó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu mà khi chúng ta mới mua về chưa được cài đặt. Thì để thay đổi thì chúng ta lại làm như cái bước vừa rồi, là chúng ta cài đặt như một cái chiếc đầu mới. Chiếc khi mà như để chúng ta vừa mua về nó chưa được cài đặt thì làm như cái cách mà mình vừa chia sẻ ở trên. Đấy, chúng ta cài đặt như một cái cục phát wifi chưa mua về. Thì cái đấy mình không nói lại nữa. Thì sau đây mình chia sẻ cái cách mà các bạn có thể làm. Cách thứ hai, có thể thay đổi cái mật khẩu hoặc cái tên wifi cho cái cục phát wifi tên đa này. Rồi cái cách thứ hai mà để chúng ta thay đổi cái mật khẩu hoặc tên wifi cho cục phát này thì đầu tiên là chúng ta vẫn phải kết nối với cái mạng của cục phát này. Ví dụ là cái cục phát này nó là tên đa, hôm nay mình đặt tên là Nguyễn Văn A. Đấy, vì mình sẽ kết nối lại với cái mạng của cái cục này. Rồi khi mà chúng ta kết nối với cái mạng đấy rồi thì đầu tiên thì chúng ta vẫn vào cái trình duyệt ở trên điện thoại chúng ta. Đấy, và chúng ta nhập cái địa chỉ IP của cái đầu này. Đấy, mình nhập cái địa chỉ IP của cái đầu tên đa này. Sau đó ấn OK. Rồi nó sẽ ra giao diện của cái cục phát wifi tên đa này. Thì chúng ta để ý ở trên điện thoại chúng ta nó sẽ có ba cái dấu gạch như ở trên điện thoại mình như thế này. Thì chúng ta sẽ ấn vào đó. Rồi sau đó nó sẽ ra những cái cài đặt của cái cục phát này, thì chúng ta sẽ chọn cái wireless setting. Đấy. Nó có biểu tượng là sóng wifi như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn vào đấy. Thì nó sẽ hiện lên cái những cái mục mà chúng ta đã cài đặt ban đầu.
Ví dụ như tên wifi đây là Nguyễn Văn A. Đấy, và password ở đây là 1 đến 8. Thì nếu mà chúng ta muốn thay đổi tên hoặc là mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập lại vào đây. Đấy. Còn nếu mà tên chúng ta không thay đổi thì chúng ta để nguyên. Chúng ta chỉ muốn, nhiều khi chỉ muốn thay đổi cái mật khẩu thôi, thì chúng ta sẽ chọn vào cái trong mật khẩu này. Ví dụ sẽ thay đổi thành 888 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Còn nếu mà các bạn muốn thay đổi tên thì các bạn sẽ chọn ở cái dòng wifi name này để chúng ta thay đổi. Thì khi mà chúng ta nhập cái tên hoặc là cái mật khẩu wifi mới thì sau đó chúng ta sẽ ấn ok để nó lưu. Đấy, sau đó chúng ta thoát ra. Chúng ta thoát cái giao diện này ra. Đấy, và khi đó thì chúng ta kết nối lại, chúng ta vào cái cài đặt wifi, chúng ta kết nối lại cái wifi mà chúng ta vừa thay đổi tên. Đây ví dụ cái wifi của Nguyễn Văn A này mình vẫn để tên là như vậy. Đấy, khi đó thì chúng ta sẽ nhập lại cái mật khẩu mà chúng ta vừa cài đặt. Đấy, ví dụ ở đây là mật khẩu mới của mình. Sau đó ấn kết nối. Đấy, như vậy là điện thoại nó sẽ kết nối với cái mạng của cú phát wifi tên đã này. Đấy. Nhưng ở đây là mình đang ví dụ cho các bạn. Khi mà chúng ta sử dụng thì để mà có tín hiệu của Internet thì chúng ta phải cắm cái dây mạng vào cái cổng WAN này. Cài đặt thì các bạn có thể không cần phải cắm dây này. Nhưng khi mà sử dụng mà để có internet thì chúng ta phải cắm cái dây LAN vào cái cổng WAN này. Thì có thể là chúng ta cắm kéo từ nhà hàng xóm hoặc là chúng ta sẽ kéo từ cái cổng cục tổng nhà chúng ta ở dưới tầng 1 lên tầng 2. Thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Ở chúng ta sẽ mua cái dây mạng LAN thì chúng ta sẽ mua ở ngoài. Bao nhiêu mét thì chúng ta sẽ mua ở ngoài, chúng ta sẽ về chúng ta sẽ cắm vào. Còn ở trên này nó sẽ có cổng 123. Cổng 123 thì ở đây nó sẽ chúng ta dùng cho tivi hoặc máy tính. Đấy. Chúng ta có thể dùng cho tivi máy tính thì chúng ta cắm vào một trong ba cổng này. Đấy. Thì cách nhận biết cái cục wifi tên này nó có internet hay không. Đấy, hiện tại thì ở cái cổng WAN ở trên mặt. Hiện tại ở trên cái cổng WAN ở trên mặt cái cục phát wifi tên này nó chưa có cái báo đèn sáng thì chứng tỏ là nó chưa có internet. Đấy, khi mà chúng ta cắm ở đây. Cắm vào cổng WAN ở sau đít thì nếu mà mạng tín hiệu tốt thì nó sẽ sáng ở đây, có báo là có cái tín hiệu internet. Đấy. Còn khi mà chúng ta cắm một trong ba cổng ở sau đít này để chúng ta line sang tivi máy tính thì ở trên cái mặt của cái cục phát này nó cũng sẽ sáng. Ví dụ chúng ta cắm vào cổng 1 thì nó sẽ sáng cổng 1 này, nó báo là có tín hiệu internet. Ở cái trường hợp mà những cái đèn tín hiệu này nó không sáng thì chúng ta có thể kiểm tra lại cái dây mà chúng ta cắm vào đây nó tốt hay chưa. Có thể nó hỏng dây thì nó sẽ không sáng thì là nó sẽ không có tín hiệu internet. Đấy, đấy là cái cách sử dụng của cái cục phát wifi tenda này. Thì mình cũng có một cái trường hợp mà mình cũng sẽ lưu ý tới các bạn là khi mà mình dùng cái cục phát wifi này trong một thời gian dài mà nó có thể xảy ra cái hiện tượng là nó đơ. Đấy, mặc dù là cái mạng ở cái cục tổng của chúng ta là tốt, thế nhưng mà khi mà line sang cái cục này thì lại không có tín hiệu internet thì cũng có thể là nó bị đơ. Thì chúng ta có thể là rút nguồn khoảng vài phút, sau đó chúng ta sẽ cắm lại vào để nó khởi động lại. Thì khi đó chúng ta thử kết nối lại là có thể là mạng nó sẽ kết nối trở lại.
Ở trên đây thì là mình vừa chia sẻ tới các bạn cái cách cài đặt một chiếc cục phát Wi-Fi Tenda khi mà chúng ta mới mua về, nó chưa được cài đặt, cũng như cái cách mà chúng ta thay đổi mật khẩu, tên mạng và những cái lưu ý khi mà sử dụng những cái cục phát Wi-Fi này, để các bạn tham khảo để có thể là áp dụng cho cái gia đình nhà mình. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Bấm đăng ký kênh để theo dõi cái video mới nhất. Xin chào và tạm biệt.